Mùa hè là khoảng thời gian bận rộn của các gia đình và để giúp cho bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp các buổi ăn miễn phí cho tất cả mọi người từ 0 đến 18 tuổi trên khắp Vermont. Bạn và con bạn không cần phải điền vào bất kỳ giấy tờ nào hoặc xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Chỉ cần xuất hiện tại một địa điểm cung cấp bữa ăn mùa hè và cho con bạn thưởng thức các món ăn bất kỳ thời tiết. Người lớn không nhất thiết phải đi cùng con mình để nhận được bữa ăn miễn phí. Các bữa ăn sẽ được phục vụ trong trường hợp công viên và thậm chí tại một bể bơi. Trẻ em có thể nhận bữa ăn vào hầu hết các ngày trong tuần, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8. Một số nơi sẽ phục vụ bữa sáng và bữa chiều. Tại một số địa điểm này, bạn sẽ có tùy chọn mang đồ ăn về nhà. Một số địa điểm cũng sẽ cung cấp nhiều bữa ăn cùng một lúc để bạn có thể nhận cả bữa sáng và bữa trưa từ thứ hai đến thứ sáu. Bạn có thể tìm địa điểm cung cấp bữa ăn cần mình bằng cách gọi đến khu vực trường học địa phương hoặc cơ quan hành động cộng đồng. Bạn có thể gọi 911 để được trợ giúp và yêu cầu một thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn. Bạn cũng có thể truy cập trang web này và nhập địa chỉ của bạn để tìm địa điểm gần nhất với bạn.